Hello, hello tất cả các khán giả thân yêu của Hưng, đặc biệt là các fan trung thành của chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Thánh gia của mày chắc, thánh gia của mày chắc. Mày có hình này của Hưng, của Hà chứ? Của Hưng và của Hà. Vâng, trong xuyên suốt những tập vừa qua, tụi Hưng đã dành rất nhiều thời gian, tâm trí cũng như là sự đầu tư cho năm nay nó hoàn toàn mới hơn sau những năm đầu tiên tự phát. Bây giờ thì tụi Hưng có cả ekip ban bệ rồi biên tập chỉnh sửa và có nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên tham gia để cho mọi người thấy là một cái sự đầu tư hết sức là chuyên nghiệp của chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Đó, và đặc biệt là quý vị, và nếu mà chú ý quý vị có thấy trong chương trình từng tập chúng tôi sẽ đi từng địa điểm và từng các danh lam thắng cảnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đó. Sẽ còn đi tiếp nữa. Cái gì vậy? Thông báo với quý vị một tin buồn. Tuần này tụi em không có tập đấu pháp được hết. Tại bữa hôm đi quay con biên tập nó nằm rớt mấy cái thẻ nhớ. Hết luôn. Bây giờ không chịu được. Hà diễn hay quá. Xuất sắc rồi. Diễn nghe từ sinh thương quá. Tôi sẽ khóc luôn. Thật ra như thế này, tôi Hưng muốn quý vị, những khán giả trung thành của tôi Hưng sẽ háo hức hơn, chờ đợi hơn nữa bằng cách là nghỉ giải lao một tuần. Thay vào đó thì Hưng và Hà sẽ trân trọng kính tặng mọi người một tập Parody. Parody. Ủa gì vậy? Parody. Parody cái thằng nói tiếng Anh không biết nữa. Parody. Parody. Rồi. Không biết nói tiếng Anh gì cả. Parody. Thay vào đó Hưng và Hà sẽ trân trọng tặng mọi người một tập Parody. Rất đặc biệt về một câu chuyện chưa từng phát hành trong vòng 3-4 năm nay. Một cái MV mà quay tao nói ngâm dấm ngâm trời ơi, tao nói bây giờ nó mọc xương mọc chảy nên bây giờ mới phát hành. Đấy. Dạ, đó là MV Quy Nhơn Mới Mang Niềm Nhớ. Và ở thời điểm đó Hưng và Hà đã quay lại một cái tập phim parody đó, nó xuất sắc và nó vui và nó lạ lẫm và nó ngộ nghĩnh kinh khủng khiếp. Mong mọi người hãy đón nhận và hãy xem coi và share, chia sẻ. Không coi đỡ, đã lắm luôn á. Nhưng mà coi như là đường tuần sau sẽ phát tiếp từ Đại Chiến Ẩm Thực. Thay đổi thú vị. Thay đổi thú vị đấy. Và rất mong mọi người sẽ tiếp tục chia sẻ hoặc là giới thiệu cho nhiều người họ xem nữa. Và ai có món ngon gì có thể tư vấn hoặc giới thiệu, comment và gửi về cho tôi Hưng, tôi sẽ đọc hết và sẽ chiều theo số đông sẽ nghĩ ra cái món đó sẽ cống hiến cho khán giả. Và cuối cùng này, em cũng xin là nếu mà quý vị và các bạn nào ấy mà có nhá ý giống như là tài trợ, hiểu kiếm tài trợ, tiếp tài trợ, quý vị có ý tài trợ đi cho chúng em ít kinh phí, chúng em sẽ đi tất cả các dân làm thắng cảnh mà quý vị yêu cầu. Ngoài ra thì công tác xã hội cũng đi cùng chúng tôi đến tận nơi để trao tiền cho những cái mảnh đời bất hạnh. Con số không có nhiều lắm đâu. Trời ơi, rẻ lắm mua nấy thôi. Ôi giờ này Đàm Vĩnh Hưng em nữa, khách mời đặc biệt nữa, mà thêm khách mời nha quý vị. Ui dồi ôi, thêm su nữa, su nữa, trời ơi, mà bây giờ trời ơi với một cái giá rất mềm luôn, tại vì bởi bọn em muốn lấy cái số tiền đó lấy công làm lời trong lòng khán giả đấy, được mọi người yêu mến, mọi người xem, mọi người nhớ. Rồi thôi thì chúc cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình yên, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống, và nhớ kéo theo thật nhiều người bấm vào kênh subscribe kênh của Đàm Vĩnh Hưng và kênh của Cổ Hà nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt và mọi người hãy đón xem Đại Chiến Ẩm Thực tuần sau. Làm gì đấy? Ôi trời ơi, thanh niên. Ôi trời ơi, già rồi. Sao lại vào đây đào bới đất cát nhà người ta thế? Chị ơi, cái chỗ này là cái chỗ kỷ niệm ngày xưa của tụi tôi ạ. Kỷ niệm thì ra ngoài đường, ra ngoài thành phố mà kỷ niệm. Còn đây là đất đai của người ta đã mua hết rồi. Chị nói cái gì, ở đây người ta mua hết rồi hả? Của tôi đã mua rồi. Ủa?
Ủa cái gì? Vào mà không nhìn thấy tôi đang ngồi đây từ sáng đến chiều tối tôi phải coi mấy cái này à? Ngồi mà đẹp như một bức tượng thần nữ tự do thế này mà không nhìn thấy à? À, xin lỗi chị. Sao nhìn mà này, quen quá vậy ta? Quen gì mà quen? Xích lại đây này, không đi được, cao quá, cao quá không bước xuống được. Mỗi lần đi đây là phải có thuê 5 thằng lực lưỡng bên đây ngồi đấy. Sao nhìn chị quen lắm luôn á chị ơi? Nhìn kỹ đấy chưa? Nhìn một cái xùi này. Quen lắm. Khánh phải không? Quốc Khánh này hả? Ừ. Trời đất ơi sao bây giờ như vậy? Thì hồi xưa thì người ta là con trai. Mà hồi đó là đâu có phải mở cửa như bây giờ, đâu có dám làm. Ôi sao kỳ vậy ta? Sao lại vậy? Chết rồi, mấy đứa kia nó có biết. Ai mà không biết, có mình ông vợ ông giàu có quá, nghe nói thành đạt quá, bây giờ mới về quê. Xong rồi bây giờ nhìn tôi không ra cái gì. Thì vậy sao nhìn ra được? Trời đất ơi Khánh ơi sao mày? Nhưng mà đẹp không? Trời đất, công nhận đẹp thiệt. Đẹp không? Trời ơi. Tú đâu? Nó đi làm rồi ôi thằng đó ngu lắm. Hồi đó tôi nói làm giống tôi đi, không chịu. Cái gì? Nó không chịu, nó là con trai. Thôi làm sao mà theo bà được? Bao nhiêu đó năm rồi, bây giờ gặp lại ông tôi mừng. Gì vậy trời? Là gì kêu ông? Thì trời ơi nó Khánh chi. Nào giờ nó quen. Cái gì? Quốc Khánh chi? Quốc Khánh đi hả? Trời ơi. Ủa trời ơi, ông kỳ quá hả? Nói nghe đó. Ôi Quốc Khánh Chi. Quốc Khánh Chi hả? Ừ. Trời ơi, cái tên hồi xưa là Quốc Khánh, bây giờ thêm chữ Chi vô nữa. Ừ, cho nó con gái chút xíu. Trời ơi, tự nhiên cái Quốc Khánh đi. Trời ơi, thôi hiểu rồi. Mà tôi nói ông nghe. Xin lỗi, Khánh ơi. Rồi, kêu, thôi bây giờ kêu Chi đi. Chứ mình kêu Khánh hồi cái là ông kêu tôi bằng thằng đó, kêu ông hoài hả? Trời ơi, thiệt sự là nó khó cho tôi quá luôn à. Hả? Chi hả? Thì bây giờ nhìn đi vậy. Đẹp không? Đẹp. Sao giờ này chị làm ăn cái gì? Công việc của chị sao? Ôi đất ơi, bây giờ hả? Công việc cũng bình thường thôi hà. Nhìn không, cái xóm mình đó. Đó, cái xóm mình ngày xưa đúng không? Bây giờ quá trời nhà đúng không? Trời rồi ơi, cái đường chứ? Mà vô từ cái ngoài lộ mà đi vô tuốt trong này thì thấy không? Xung quanh hai bên là đất không, người ta đổ đất để người ta xây mấy cái dự án đúng không? Trời ơi, chị đang là quản lý mày đó luôn. Cái khu biển đó luôn hả? Khu biển tắm ở xưa mình luôn. Thì đúng rồi. Trời ơi ghê vậy. Trời ơi ông cũng đâu có vừa gì. Trời ơi nghe nói là nhìn cũng thằng giàu có rồi thành đạt lắm luôn á. Thì tôi cũng làm ba cái bất động sản ở trên Sài Gòn thôi. Hèn chi đeo hột xoàng hột nào hột cái to đùng luôn á trời. Ui người ta sao tụi mình vậy thôi. Đây nè chi mới là ngon nè. Ôi. Thấy không thì thương không. Đó. Rồi mấy đứa bạn của mình có liên lạc được không? Trời đất ơi. Năm nào, ngày nào, đúng cái ngày này tôi ra tôi nằm chờ ông không á. Nhưng mà ông đâu có về. Mấy đứa kia có tới không? Có tới mà tôi trốn, tôi đâu có cho nó gặp. Thôi coi sao kỳ vậy? Tại vì tôi dày rồi nè. Tôi mới đâu có muốn ai thấy đâu dày đâu. Chỉ có ông tôi cho thấy thôi đó. Sao không? Ai cũng biết trơn mà. Thì ở đây thôi, còn đây tôi nó tôi đâu có cho biết. Trời đất ơi. Nhưng mà là tôi thương lắm tôi mới cho thấy vậy đó. Thương? Trời đất ơi, ông không biết gì luôn hả? Tôi đâu biết gì đâu, thiệt sự mà. Trời đất ơi, ngày xưa tôi mua hai cuốn sổ tặng ông một cuốn rồi tặng Tú một cuốn, hai đứa đúng hai rồi, ông đúng hai rồi, đúng ừ rồi hai ông đem đi cho cái con quỷ mi đó. Sao vậy? Bạn bè thân mà. Tại vì ông thích nó, ông thích tôi. Ông Khánh là như con trai mà sao mà thích được. Thì hồi đó là đâu có hại như bây giờ. Bây giờ người ta mở cửa rồi, muốn làm gì làm mà dám nói hết trơn. Mà còn Khánh hồi đó cũng mà giấu con nữa, đâu có hồi đó đâu có biểu hiện gì đâu. Trời ơi không để ý luôn á hả? Tụi mấy lần mà đi ngang nhìn này không biết luôn. Là đó đó hả? Thì vậy thôi chứ đâu có dám làm hơn. Rồi làm hơn là không ai chơi với mình. Trời đất ơi, cứ nghĩ là những thằng bạn chơi giỡn với nhau này kia. Trời đất ơi, người ta là con gái rồi, trời đâu có nhẹ thôi trời ơi. Thôi, thì tôi nghĩ là bạn bè thân với nhau đó, rồi mình vậy thôi vui vẻ bình thường thôi. Thôi ông ơi, ông thơm vô tình lắm. Rồi hở năm nào tôi cũng ngồi chờ vậy nè. Trời ơi, rồi mấy cái, tôi cũng đang muốn về đây là tìm mua mấy cái đất nè. Trời ơi, ông muốn mua đất để đầu tư luôn á hả? Trời ơi chi, một tay chi trong tay chi là phải có không? 7 miếng núi mà trong trên 7 miếng núi đó là 7 miếng đất, 7 49 miếng. Trời ơi có dữ vậy? Thôi tôi cần một có một chỗ kìa. Thì bây giờ ông mua một cái quả núi đó tôi xẻ cho ông, chứ tôi 7 miếng thì ông giờ mua 4 miếng tôi còn chừa để 3 miếng. Không tôi cần lấy hết luôn á. Đấy. Nói chi bớt luôn phần trăm luôn cho. Chú lại lấy giá gốc luôn, không lấy lời luôn. Thiệt không chi? Thiệt trời ơi. Trời may quá đúng rồi. Nhưng mà bạn thành đạt như vậy nè. Rồi My thì sao? Rồi Tú nữa. Có gặp tụi nó không? Lâu lâu có gặp mà tôi trốn không hà. Mấy đứa đó vừa chán lắm. Sao chán? Tôi cũng thích. Hồi đó tôi mua nhắc đến hai cuốn sổ.
Tôi mua có nghĩa là tôi mua hai cuốn, rồi ví dụ như tôi tặng cho ông cuốn, tặng cho thằng Tú cuốn, chị rồi ai thích tôi thích lại. Đúng rồi. Cũng có ai thích tôi chưa? Phải vậy. Đợi xíu thôi. Alo, chị đây. Chờ chút xíu. Chờ xíu rồi chi ra liền, chi ra liền. Nói nha, giữ nha coi chừng nha. Dập hết á. Ừ. Ok. Rồi ra chờ rồi. Cảm ơn. Nói nghe nè, trời đất ơi, người ta gọi á, người ta đi mua đất, ra coi đất, đi ra liền luôn cho người ta. Nhớ nè, một lát nữa nè, tôi hẹn ông nha. Ông hẹn ông ra cái chỗ bãi biển ngày xưa hai chúng mình hay tắm, chúng mình hay họp. Tôi hai rồi mình. À bốn đứa quên. Trời ơi, quên, xin lỗi. Lúc một lát nữa nha, hẹn ông xuống dưới bãi biển nha. Ngay đó luôn hả? Xuống dưới đi. Ngay đó bây giờ đi ra đội mới nhiều lắm rồi, đâu có dễ gặp không? Cứ xuống dưới đứa hỏi chi là người ta chỉ cho. À, cô Chi hả? Khánh Chi. Cô Khánh Chi. Không có cô. Khánh... Cô là lớn rồi. À. Kêu Khánh Chi thôi. À, Khánh Chi thôi hả? Tại vì còn trẻ mà. Ồ. Hiểu không? Trời ơi, bây giờ sao xuống luôn á. Ủa sao? Chứ nãy là sao? Hồi nãy thuê 7 thằng nó ban lên. Bây giờ tôi dìu Khánh xuống nghe được không? Thì dìu đi. Nhưng mà nó nghe nè. Bên mấy đứa liên lạc của mấy đứa bạn đó là Khánh Chi còn giữ hết chứ hả? Thôi, tại nãy chọc không thôi, tôi có hết trơn số điện thoại tụi nó đó. Trời đất ơi, vậy thôi. Phải cho tôi liền nha, tôi liên lạc liền. Có mi sao giờ? Bây sao giờ rồi? Một lát xuống dưới đó đi rồi tôi cho, hiểu không? Rồi. Cái gì? Ai vậy? Tôi chứ ai? Trời ơi! Chi nè! Trời, làm cái gì thế ghê quá vậy? Sao đổi đồ nữa rồi? Trời ơi! Đi bán mấy cái miếng đất, rồi mấy cái bãi biển nè, 7-8 miếng ở đây nè. Trời ơi! Bà hẹn xong mà tôi đứng đây nè. Tôi đứng từ hồi trưa tới giờ tới chiều luôn á. Hẹn mấy giờ? Bà nhớ không? Hẹn mới hẹn 2-3 tiếng sau đó. Tôi đi liền lúc đó luôn đó. Bây giờ, mới chờ tôi có 3-4 tiếng mới làm cái ghê vậy? Bây giờ đó trời, cái gì bịt mặt mỏi ghê vậy nha. Nắng lắm ông ơi! Nói nghe nè. Ừ. Rồi á, họ đứng đây rồi thấy chị niệm có ùa vậy không? Thì dĩ nhiên là nhớ là bạn bè hồi xưa mình cũng tắm ở đây nè. Ồ. Đúng ngay cái chỗ này con bà biển khúc này nè, nhớ không, cái eo này nè. Đó. À nhớ không? Nhớ sao không nhớ. Trời ơi, sao tôi đứng đây cái tôi cảm thấy tôi hạnh phúc dễ sợ luôn á. Riết rồi cái trời nắng nôi bực bội. Gì vậy? Đẹp quá phải không? Thôi tôi thấy thành đạt buôn bán gì cũng được đấy, nhưng mà vậy nè. Trời ơi, khách thưa ta thích lắm luôn á. Trời ơi, tôi làm cái gì xong hả, khách người ta mua, người ta thấy thương, rồi người ta nói trời ơi sao mà đẹp quá vậy. Mà hình như vậy nó mới hợp bánh đất. Trời ơi. Thiệt mà. Ăn đất ăn mặc vậy đó hả? Trời ơi. Ở đây lạ quá vậy. Bà nhìn thấy kìa, thấy không? Tất cả mọi thứ luôn xa xa ra đó. Cái khúc ở đó lại to bằng máy bay. Trời ơi, ghê vậy, sao bự quá vậy? Nó bự quá, cái núi nó dài sập vậy nè. Từ cái từ khu vực này tới khu vực đó, tới cái bờ kè kia kìa, đó mấy cái kè đá đó là chưa có người mua. Vậy hả? Người ta trả giá nó cũng thích, nên nó có rất là nhiều kỷ niệm, hiểu không? Ồ. Nên tôi giữ đó. Và bây giờ nếu mà bây giờ ông đầu tư quá. Tôi giờ đầu tư lại thì đó, thì tôi sẽ nhường cái phần này cho ông. Thôi bây giờ Khánh ơi, Khánh hoài hả? Tôi kêu tên Chi mới Khánh hoài bực bội. Rồi hút Khánh Chi. Nếu tôi lấy từ nguyên cái đường treo eo đó nha, cái mũi ra đó, lấy hết tới bên này thì như nào? Thì có gì bên đâu ta. Gì sao? Trời ơi, đây là Chi là cắt khúc ra gì bán. Từng khúc dài đó, chiều dài từ trên kia chiều xuống 150 mét thì đó. Cái gì vậy? Sao? Ở phía đất không vậy? Trời, đất biển là người ta mua từ người ngang. Bây dài từ trong đó là vô tư bà ơi, cái gì vậy? Thì cái Chi sẽ bán vậy á. Ăn mua thôi hả? Trời, bà biết bán đất rồi. Bán, trời ơi, tôi bán ở đây ai mua vậy hết trơn á. Có không thôi Chi ơi. Ý quá. Bây giờ các chơi em ơi, cái gì? Bây giờ nói cho rõ ràng đi. Có hình lộn chứ. Ông nhận có lắm rồi chị. Đi, chắc lộn chỗ đi cho các chơi em ơi. Có hình lộn đi. Bà á. Bây giờ mai nữa. Cái ngày gì? Ngày nào cũng mua hình lộn của bà mà hỏi ai mua. Mua nhiêu trứng? 10. Lộn tới lộn nhỏ. Chết mày. Trời đất ơi, đợi xíu nha ha. Ông ơi, đợi xíu tôi bán hộp bánh, không mấy cái hộp dưa lộn phải không hả? Rồi nè, mình được cái nào đây? Tôi bán mà lựa đi, sao tôi biết? Ếp mề tôi đi. Ếp mề đây nè. Trời đất ơi, bán buôn gì? 2, 4, 8, 10,
trời ơi, găm như mất tiêu rồi luôn. Nè, cho khuyến mãi luôn, 250. Tôi nói biết sao không? Ở trong đây á, không có ai bán luôn gì hết trơn á, cho nên chị của mình chi bán hơi cán kiếm thêm vậy nè. Kiếm thêm nữa, giàu thì quá kiếm thêm, cái này không ăn thua gì đâu. Trời đất ơi, tặng đất khác chứ. Thì đất con này giống như văn nghệ cho nó vui á, hiểu không? Cuối cùng là sao vậy? Xin lỗi là sao? Bạc. Thì ngày nào chị cũng bán vậy hết trơn á. Trời ơi, bán cái này kiếm đùng ra đùng vô. Còn tiền mà bán đất á, nó là một cọc gửi ngân hàng, hiểu không? Vậy nữa hả? Ừ, cái này ngon, phải ăn đi nè. Là sao? Bán như vậy thì đeo vàng chi mà quá trời quá đất vậy? Thì hồi nãy đi đó, đi gấp quá là chưa có tháo ra thôi. Buổi sáng ngày nào, năm nào cũng ra để ngồi đó. Tới ngày ra ngồi nằm y chang ngày đó cho đẹp đẹp tí xíu thôi hà. Trời ơi, tôi khó hiểu thiệt luôn á. Trời ông tin hả? Ông thông tin hả? Coi nè, ông nhìn đi. Được thì cái giả ông nhìn đi. Trời ớt ơi. Nhẹ hơi nhẹ. Thì có anh chị mà. Không, chiếc này bạn chị được. Tôi biết mà. Ủa? Ủa chứ không phải anh chị hả? Trời đất ơi. Thiệt hay giả vậy? Cuối cùng là... Là sao? Có bán đất đai gì không vậy? Đất của người ta và đất của tôi đâu. Chết rồi Khánh Chi ơi. Sự thật là sao, nói để nghe coi. Có gì đâu. Thì... hồi đó thì gia đình bị phá sản đó. Rồi đâu có tiền đâu. Rồi thì bán này đắp đổi qua ngày thôi. Trời đất ơi. Thì cứ nói thiệt với tôi đi, sao mà như vậy, làm gì làm chi vậy? Thì ông đi không có về đâu. Gì bao đó. Nhiêu năm là cứ như vậy đấy hả? Trời đất ơi, ngày nào có đúng cái ngày đó là tôi phải trang điểm thật đẹp vậy đó, hết 250 á. Mấy cái chỗ thuê là nằm cưới á, trang điểm cô dâu á, nó làm cho đó. Thôi, bây giờ đi về đi, về công ty tôi làm. Làm cái gì? Có, tôi phân bố cho làm cái một vị trí ngon lành đàng hoàng ở vô biển của tôi. Rồi làm công nhân hả? Ai mà để cho Khánh làm công nhân được. Ồ, làm giám đốc hả? Ồ, làm giám đốc. Giám đốc thì cũng phải có kiến thức đàng hoàng, có đào tạo đàng hoàng. Chẹt sẽ có một cái vị trí xứng đáng cho Khánh. Trời ơi, thì được chứ, được đó, được chứ, có gì đâu. Trời ơi, coi coi. Còn cái gì đâu, có gì, trời ơi, tôi vẫn đẹp mà. Tại vì nãy nên đồ, thấy không? Đồ mấy tôi lên hết sậy luôn, bây giờ nó đâu có gì đâu, bình thường mà. Mà Khánh ơi, trời ơi, thật sự là tôi nói giọng cao được, giọng gái được. Được không vậy? Được, đó. Được. Chị ơi, chị có cá không? Bán cá này, cá đây, cá. Lạ vậy? Đi đó. Nói giọng Pháp vẫn được không? Nè, chị anh ơi, mua một hộp pin lồn luôn. Tôi bắt o, thấy không, hay không? Đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mà muốn như vậy nó phải làm cho sao cho thiệt đẹp đi chứ, vậy là không được. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Tôi chỉ mong là sao mà Khánh gặp lại Khánh như hồi xưa này, này vui biết mấy. Ờ, thì, trời đất ơi, thì vẫn là Khánh ngày xưa nè. Đâu, tùm lum tùm lá hết trơn rồi. Trời ơi, chưa có làm gì hết trơn á. Có đọc chuyện kiếm hiệp Kim Dung không? Có chứ, sao không biết cái thời đó ai mà không thích mấy Kim Dung. Trời đất ơi, mà cái gì đồ long đao biết không? Biết, sao biết? Chưa có bứng. Trời ơi, có đọc chuyện tranh bảy viên ngọc rồng không? Có, con tôi cũng đọc đó. Còn ai gì? Trời đất ơi, chưa bứng hết trơn á, còn nguyên luôn á. Thiệt á hả? Thiệt. Thì cởi ra tôi coi coi. Còn nguyên luôn. Ôi ôi, chưa có bứng thì chưa đâu ngu. Thì thôi bây giờ đi, tôi sẽ tút Khánh lại, trả về Khánh ngày xưa. Ủa thì bánh cái ngày xưa mà, tại vì ra đây bán này làm cái gì cho sao? Trời ơi, tóc giả mà, đâu có gì đâu nè, thấy không? Nè, thấy không, đâu có gì đâu. Trời ơi, bà, tóc mưa. Đó. Trời ơi. Rồi cái bình đội lên, đó dễ thương. Còn Khánh ơi, Khánh mắc cười quá à. Là bất ngờ lắm luôn á. Có gì đâu, trời ơi. Thôi, mình có đừng làm cái hình dạng này nữa. Thì thôi ha, thôi bây giờ tháo đi ha. Ờ. Rồi cái này sao? Thì bây giờ đem về hoặc là cho ai đi. Tôi lo hết tất cả mọi thứ cho Khánh rồi này cho đi. Thôi bây giờ mình ngồi mình ăn miếng đi. Nhìn này thấy tội Khánh thiệt đó. Nè, cái là chế lệ chi đó. Lệ chi hả? Biết ông thoái chế lệ chi, tôi lấy thêm chữ chi đó. Đúng không? À, mà hồi nãy còn nói quên nha. Hồi nãy Khánh còn nói với tôi rằng là còn liên lạc của mấy người xưa hết trơn á. Của My nè, của Tú nè. Còn họ còn ở đó không hay sao rồi? Thì mấy người đó cũng người này lấy chồng rồi người kia lấy vợ thì cũng không còn ở Quy Nhơn nữa. Nhưng mà cứ tới một năm á, đúng cái tháng ngày đó là về. Vậy là tôi có lỗi quá. Tôi cứ nghĩ mọi người là không còn nhớ gì hết. Ừ. Nhưng là công việc ở trên Sài Gòn nó nhiều thứ quá.
nó cuốn tôi đi. Có nghe nó đồ đồ đọc báo thấy vào ngày thấy ông thành đạt lắm, mọi người ai cũng mừng hết trơn đó. Bây giờ nha, nhớ hứa nha, dắt tôi vô làm á cái công ty bưu biển của ông ấy nha. Không biết luôn hả? Ừ. Báo chí đông lần rần, biết sao không biết? Cái kiểu của Khánh như vậy nè, rất là hợp với cái cách bán hàng thời buổi này đó. Ồ. Người ta bán online, người ta live stream, người ta chốt đơn đó. Trời đất ơi, chuyện nhỏ. Tôi ngồi đây nè, mày thấy không? Khách rần rần, ai cũng vô mua hết trơn á. Làm vậy họ vui nè, tao mua hả? Thôi, lên cái phần live stream của tôi làm Khánh hồi xưa đi. Để cắt tóc ngắn, cắt tóc con trai được rồi. Thì còn có làm gì đâu, hiểu không? Thôi, cầm phụ này dùm tôi đi, cầm đi. Không? Trời ơi, không mà để đầu kỳ quá chùm lên không? Không. Vậy luôn hả, gan quá vậy? Để mẹ đi. Trời ơi, tôi sắp phụ cho nè. Rồi. Trời ơi. Nghe cái mặt ví dụ live stream ở trên Sài Gòn không? Trời ơi, tôi rành cái đó mà, công ty làm cái đó mà. Trời ơi, đố cái chen mà cái gì là đố anh bắt được em á, thấy không? Còn bây giờ nè, đố bắt được chi. Cũng còn chi nữa à, cũng còn chi nữa à. Trời ơi, tóc giả mà, đâu có gì đâu nè, thấy không? Chào anh em là con gái miền Tây. Hey, chào em tới Sài Gòn, nhìn em bối rối mà thấm môi sọ.